Mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Hamas phóng rocket tầm bắn 160 km vào Israel. Quân đội Israel thông báo Hamas phóng rocket R-160 tầm bắn 160 km nhằm vào các đô thị nước này, nhưng không gây thiệt hại hay thương vong. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết nhóm Hamas ở dãy Gaza đêm 25 tháng 10 phóng rocket tầm xa vào khu vực Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, khiến còi báo động tại một số thị trấn gần đó vang lên. Quả đạn này phát nổ giữa không trung và không gây ra thiệt hại dưới mặt đất. Hamas nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cho hay họ đã khai quả rocket R-160 Rantisi. Đây là loại rocket tầm xa do nhóm này tự chế tạo và có tầm bắn khoảng 160 km, mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng khoảng 150 kg. R-160 là một trong những loại rocket lớn nhất mà các nhóm vũ trang ở dãy Gaza sở hữu. Hamas sau đó phóng một rocket tầm xa nhằm vào thành phố Eilat ở cực nam Israel, nhưng hệ thống báo động tại đây không phát cảnh báo. IDF giải thích rằng quả đạn rơi xuống khu vực trống trải và không gây thiệt hại, nên hệ thống phòng không đã không kích hoạt báo động. Quân đội Israel từng cáo buộc một quả rocket R-160 phóng xịt của các nhóm vũ trang ở Gaza đã rơi xuống bệnh viện Al-Ali ở miền trung dãy đất đêm 17 tháng 10, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hamas trong khi đó cho rằng bom hoặc tên lửa của Israel đã gây ra thảm kịch. Rạng sáng 25 tháng 10, một số rocket tiếp tục bay về phía thành phố Adlenstein và các khu dân cư của Israel gần dãy Gaza, nơi phần lớn dân cư đã sơ tán. Không có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong các vụ tập kích này. Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại dãy Gaza đã phóng hàng nghìn quả rocket vào Israel sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, song tần suất các vụ phóng gần đây giảm mạnh. Giới chức Israel và các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định việc Hamas phóng rocket với tầm sức bị hạn chế là động thái tiết kiệm hỏa lực, chuẩn bị cho xung đột lâu dài. IDF cùng ngày cáo buộc Iran tham gia chuẩn bị cho Hamas trong xung đột hiện tại với Israel. Trưởng đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF, cho rằng Iran trực tiếp hỗ trợ cho Hamas trước đợt tấn công quy mô lớn ngày 7 tháng 10, trong đó có giúp huấn luyện các tay súng, cung cấp vũ khí và công nghệ. Giao tranh giữa hai bên trong gần 3 tuần qua đã khiến khoảng 7.000 người thiệt mạng, trong khi dãy Gaza đối mặt với một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Kế tiếp, ông Trump nhận công trong nỗ lực bầu chủ tịch Hạ viện. Cựu Tổng thống Trump chúc mừng Johnson trở thành tân chủ tịch Hạ viện, cho biết ông đã góp phần giúp nghị sĩ Cộng hòa này chiến thắng. Tôi muốn chúc mừng Mike Johnson. Johnson sẽ là chủ tịch tuyệt vời của Hạ viện, và chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ ông ấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại New York ngày 25 tháng 10. Tôi đã biết ông ấy từ lâu, đó là một người đàn ông, một lãnh đạo phi thường. Ông Trump cảm ơn người ủng hộ mình và Johnson, thêm rằng chính ông đã có công giúp nghị sĩ Cộng hòa này chiến thắng. Vào giờ này hôm qua, không ai nghĩ đến Mai, ông Trump nói. Rồi tôi lên tiếng và từ giờ đây ông ấy sẽ là chủ tịch Hạ viện. Một lần nữa, ông ấy sẽ là chủ tịch tuyệt vời, tôi nghĩ các bạn sẽ rất tự hào. Đảng Cộng hòa đã trải qua 3 tuần hỗn loạn trong nỗ lực bầu chủ tịch Hạ viện, với hàng loạt ứng viên được đề cử nhưng đều bị loại hoặc rút lui. Ông Trump ban đầu lên tiếng ủng hộ chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan là ứng viên chủ tịch Hạ viện, nhưng nghị sĩ này để thua đối thủ Steve Scalise trong đợt chọn ứng viên đầu tiên. Scalise sau đó rút lui và ông Jordan được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên, đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Tuy nhiên, Jordan không hồi đủ số phiếu cần thiết trong 3 vòng bỏ phiếu liên tiếp và bị Đảng Cộng hòa rút tư cách ứng viên hôm 20 tháng 10. Phó lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện Tom Emmer trở thành ứng viên thay thế. Tuy nhiên, ông Trump hôm 24 tháng 10 bày tỏ phản đối Emmer, cho rằng bầu nghị sĩ này làm chủ tịch Hạ viện sẽ là sai lầm kinh khủng. Emmer rút lui sau khi được đề cử vài giờ do không có đủ sự cần thiết từ nội bộ đảng. Sau khi Emmer rút khỏi cuộc đua, ông Trump đã khen lợi toàn bộ 5 ứng viên tuyên bố tranh cử thay thế là Byron Donald, Chuck Feckman, McVie, Roe Williams và Johnson. Trump nói, ông sẽ không bao giờ phản đối bất kỳ ai trong số 5 người này rất ổn và tài năng này. Trump lưu ý, ông đã được cả 5 người ủng hộ từ khi đắc cử năm 2016 và họ đều là đại diện cho những gì tốt nhất của Đảng Cộng Hòa. Tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng
hãy ủng hộ huấn viên hàng đầu Mike Johnson và hoàn thành mọi thứ nhanh chóng, ông Trump cho biết ngày 24 tháng 10. Hạ viện Mỹ một ngày sau bỏ phiếu bầu tân chủ tịch với 429 nghị sĩ tham gia, Johnson nhận toàn bộ sự ủng hộ từ 220 nghị sĩ đảng này, một mức quá bán cần thiết là 215 và chiến thắng. Ông Johnson sẽ kế nhiệm ông Kevin McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện thứ 56. Tin tiếp theo, Israel có thể đã đồng ý với Mỹ về hoãn tấn công dãy Gaza. Truyền thông Mỹ đưa tin, Israel đã đồng ý với nước này về hoãn tấn công dãy Gaza để giúp Washington có thời gian triển khai hệ thống phòng cũ tên lửa mới tới khu vực. Wall Street Journal hôm 25 tháng 10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã thuyết phục được Israel hoãn mở chiến dịch trên bộ nhằm vào dãy Gaza cho tới khi hệ thống phòng không của Washington có thể được triển khai trong khu vực, sớm nhất vào cuối tuần này. Nguồn tạo tin thêm rằng Israel cũng đang lên kế hoạch cho nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo đến dãy Gaza và các hoạt động ngoại giao nhằm giải cứu con tin trong tay Hamas. Mỹ đang gấp rút triển khai nhiều hệ thống phòng không đến Trung Đông do lo ngại đến đơn vị đóng quân ở Iraq, Jordan, Kuwait, Ả Rập Saudi, Syria và UAE sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nhóm vũ trang địa phương khi Israel tấn công dãy Gaza. Reuters hồi đầu tuần cũng dẫn nguồn thảo tin nói rằng Mỹ đã khuyên Israel tạm dừng tấn công dãy Gaza và thông báo những cuộc đàm phán này cho Qatar, quốc gia có quan hệ thân thiết với Hamas và đóng vai trò quan trọng trong giải cứu các con tin. Lầu Năm Góc cuối tuần trước thông báo điều động một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, THAAD và nhiều tiểu đoàn phòng không Patriot đến Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết những biện pháp này sẽ tăng cường nỗ lực đe dọa, răn đe tại khu vực, mở rộng khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và hỗ trợ hoạt động phòng thủ của Israel. Mỹ đang tăng cường cảnh giác giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang do xung đột Israel-Hamas. Các căn cứ Mỹ tại Iraq gần đây hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái tự sát, gây hư hại khí tài và làm một số lính Mỹ bị thương, nghi chấn động não. Thứ tư, Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa tầm xa Astam của Ukraine. Quân đội Nga thông báo bắn hạ hai tên lửa tầm xa Astam lần đầu kể từ khi loại vũ khí này được Ukraine sử dụng hồi tuần trước. Trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa chiến thuật Astam do Mỹ chế tạo, một quả đạn phòng không S-200 hoán cải cho nhiệm vụ đối đất, hai tên lửa diệt radar HAM và hai rocket phóng từ tổ hợp HIMARS. Bộ phòng Nga ra thông cáo cho biết, đây là lần đầu tiên Nga thông báo đánh chặn được tên lửa chiến thuật lục quân Astam kể từ khi Ukraine triển khai loại vũ khí này hồi tuần trước. Giới chức Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin. Quân đội Ukraine hôm 17 tháng 10 thông báo thực hiện đợt tập kích thầm công nhằm vào sân bay gần thành phố Lugan ở miền đông và Benzania ở miền nam, phá hủy 9 trực thăng và một bệ phóng tên lửa phòng không. Đây được cho là lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa lục quân chiến thuật Astam do Mỹ chuyển giao để tấn công mục tiêu Nga. Phiên bản Astam được Mỹ chuyển giao cho Ukraine là biến thể M-39 có tầm bắn khoảng 165 km. Nó nặng khoảng 2 tấn, mang đầu đạn chùm chứa 950 quả đạn con M-74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, có thể khai hỏa như từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực HIMARS và MLRS M-270 trong biên chế quân đội Ukraine. Hệ thống dẫn đường quán tính và không có thiết bị định vị vệ tinh khiến M-39 miễn nhiễm với các biện pháp áp chế điện tử do lực lượng Nga tiến hành, từng khiến bom dẫn đường, Jammer và rocket HIMARS của Ukraine thường xuyên đánh trượt mục tiêu. Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết Washington đã cung cấp tổng cộng 20 tên lửa Astam cho Kiev. Sĩ quan có biệt danh Bureau, chỉ huy một khẩu đội phòng không thuộc cánh quân Nam của Nga, cho biết lực lượng nước này ban đầu chưa thể bắn hạ Astam do tên lửa mới được Ukraine đưa vào tham chiến, họ chưa nắm rõ đặc điểm chiến thuật của nó. Các đơn vị Nga đã phát triển được hệ pháp đối phó chỉ sau vài tuần chạm trán vũ khí mới của đối phương. Chúng tôi học hỏi rất nhanh, lực lượng phòng không đã thu được những thông tin đầu tiên về Astam và sẽ chặn được loại tên lửa này, BS nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cung cấp tên lửa Astam là sai lầm tiếp theo của Mỹ. Ông thừa nhận là vũ khí này là mối đe dọa mới cho lực lượng Nga, nhưng khó lòng thay đổi cục diện tiền tuyến và Moscow sẽ sớm tìm ra biện pháp đánh chặn. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất trong công ngày hôm nay luôn nha cả nhà.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Hoài nghi về ý tưởng lập liên minh quốc tế chống Hamas. Tổng thống Pháp đề xuất lập liên minh quốc tế đối phó Hamas, nhưng ý tưởng này khó thành hiện thực do không nhận được sự ủng hộ của nhiều bên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24 tháng 10 đề xuất liên quân quốc tế đang đối phó nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Iraq và Syria có thể mở rộng mục tiêu sang Hamas tại dãy Gaza. Đây là lần đầu tiên một ý tưởng về thành lập liên minh quân sự đối phó với Hamas được khởi xướng. Giới chuyên gia nhận định tuyên bố của Tổng thống Macron đã đề ngỏ khả năng quân đội các nước phương Tây tham gia trực tiếp hỗ trợ Israel trong chiến dịch chống lại Hamas tại dãy Gaza như những gì họ đã làm tại Iraq và Syria. Điều này lập tức gây lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến quy mô lớn với sự tham gia của nhiều bên sẽ nổ ra tại Gaza và lan rộng ra khắp Trung Đông. Các lượng ủng hộ Hamas trong khu vực nhiều khả năng sẽ can thiệp nếu một liên minh như vậy hình thành. Tuy nhiên, các quan chức Pháp nhanh chóng bác bỏ nhận định cho rằng Tổng thống Macron đang muốn huy động lực lượng bộ binh từ nhiều nước để tham gia chiến dịch tấn công dãy Gaza do Israel phát động. Ông ấy muốn áp dụng những kinh nghiệm trong cuộc chiến chống IS và đánh giá biện pháp nào có thể dùng trong nỗ lực đối phó Hamas. Liên quân chống IS ở Iraq và Syria không chỉ tiến hành chiến dịch trên bộ mà còn tham gia huấn luyện lực lượng Iraq, chia sẻ thông tin tình báo giữa các nước đối tác và chung tay các nguồn tài chính của nhóm này, quan chức giấu tên ở Điện Elysi cho hay. Liên quân chống IS được Mỹ và đồng minh thành lập hồi tháng 9 năm 2014 với tổng cộng 86 quốc gia và tổ chức tham gia nhằm hỗ trợ đối tác bản địa Iraq và Syria đối phó lực lượng phiến quân Hồi giáo. IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở hai nước này và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng, nhưng sau đó liên tiếp bị đánh bại trong những chiến dịch tấn công của Liên quân quốc tế và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn. Sau khi bị xóa sổ ở cả Iraq và Syria, tàn quân IS rút về hoạt động ác quần sa mạc hẻo lánh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ý tưởng của Tổng thống Macron về một liên quân chống Hamas sẽ đối mặt nhiều thách thức lớn hơn khi không giành được sự nhất trí giữa nhiều nước. Nhiều thành viên liên quân như Qatar, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm về Hamas khác xa Pháp. Israel cũng không phải thành viên liên minh chống IS. Khả năng liên minh quốc tế chống IS mở rộng hoạt động để đối phó Hamas gần như không thể xảy ra. Elie Sennebaeuf, chuyên gia tại Bệnh viện Quan hệ Quốc tế Pháp, nêu quan điểm. Giải pháp hai nhà nước được đưa ra giữa Israel và nhà nước Palestine theo Hiệp định Hòa bình Oslo, nhưng quá trình đàm phán đến nay vẫn bị trì trệ. Vì chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối những nỗ lực đỡ đòi hòa bình với Palestine và khuyến khích người Do Thái xây dựng các khu định cư ở Jerusalem, cho đã làm gia tăng căng thẳng với Hamas dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới nhận được nhiều nữa sự ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.